trước nha. Ở Mỹ này Kiều cũng đang chuẩn bị một cái danh sách hơn phân nửa người. Nếu mà tại vì những cái món đồ mà nó đi lại, nó có liên quan với những cái quốc gia mà đang chiến tranh á, thì mình sẽ thiếu mấy cái đó để mình gắn vô cái bộ phận mình của cái máy của mình cần, thì mọi thứ nó sẽ ngưng trệ hết. Thì nên coi lại cái đó. Còn về phần dân chúng mình, nhất là ở ngoài Bắc, nếu mà chưa có cái dấu hiệu này thì nên lấy ra đeo. Dấu hiệu này nó sẽ cứu những người có hữu duyên khi mà bom đạn, có thể quả tiễn của Trung Cộng đó, nó thấy cái dấu này của cha, của Thượng Đế nó nể đó nghe. Nó quay như vậy nè. Thì năm 1979 cái dấu hiệu này ra đời, lúc đó Trung Cộng tấn công miền Bắc nước Việt. Thì hôm nay Trung Cộng tấn công Đài Loan, cái dấu hiệu này sẽ cứu được những người có hữu duyên nếu mà Trung Cộng nó chấm tọa độ mà đi lạc vô Hà Nội á, thì nên lấy đeo. Dầu sao á, đeo cũng đâu có sao đâu, mà cứu được mạng á của cái thời này. Thuyền Bát Nhã, đó là cái clip này kìa, nhắc như vậy. Chuẩn bị tiền, gạo, xăng nhớt, ba năm nay về trên cho Kiệt biết cái gì, Kiệt lên đây Kiệt thông báo cho quý vị hết. Thì thiên cơ mà 80% mình là mình đã có phước rồi, bề trên đã thương nước Việt nhiều rồi, đã che chở nhiều, mà huống hồ Kiệt nói gần 90% trúng hết. Giờ Biển Đông dậy sóng, có ai biết bữa nay quả tiễn của Trung Quốc nó bay vòng vòng bên Đài Loan đâu. Kiệt đã nói trước rồi mà, màn này sắp kết thúc. Nó có năm thứ mà từ xưa Kiệt nói, cách đây 3 năm anh Lân Phú Hội ra phỏng vấn đó, để mà đem cái chủ thuyết của các Mác Lênin, những cái gọi là những cái ác, những cái độc tài, những cái không công bằng, những cái mưu mô tính toán của người đời, và những cái nước cộng sản còn lại cuối cùng của cái thế giới này, rồi sau đó sẽ đem lại một cái thế giới rất là nhân ái và hòa đồng khi Phật Di Lặc xuất hiện sau chiến tranh. Chiến tranh thứ ba Biển Đông này nó còn lớn hơn là Nga Ukraine bữa giờ gần 3 tháng mấy nữa đó, nó không phải nhỏ đâu. Cho nên mình bây giờ hôm nay Kiệt thông báo là chỉ ôm lại thôi, để mình mỗi người mình mỗi ngày lên bàn thờ khấn thêm chút. Nhiều người khấn thì cái lực nó nhiều, thì cái trượt nó, cái sự tan tác nó ít đi. Kinh tế, quý vị thấy kinh tế mà nói năm thứ về để mà đem cái khối sắt khổng lồ của chế độ Các Mác Lênin đi vào quá khứ. Titanic sắp sửa sẽ chìm nha quý vị. Thì quý vị thấy không, chưa có bao giờ trên thế giới mà kinh tế khủng hoảng như bây giờ. Giá xăng mọi quốc gia, nhất là ở Mỹ, tiền lời bây giờ lên cũng không ai mua nhà, giá nhà giờ đang cũng đứng lại. Sắp sửa có một đống người không có tiền trả tiền nhà sẽ bị thâu nhà nữa đó. Nước Mỹ là nước giàu có mà còn bị, thì huống hồ những nước khác kinh tế. Đó là chỉ có bên Nga mới có bắn gọi là pháo tiểu thôi. Còn bây giờ bên Biển Đông, Trung Quốc với Đài Loan bây giờ là pháo đại á. Mình đừng nghĩ là nước mình không ảnh hưởng. Nếu nước mình không ảnh hưởng Kiệt đâu có đầu thai vô thành người Việt Nam mà lên đây chích chót rồi nhắc nhở quý vị từng tháng từng năm, để mà mình chuẩn bị cho cái ngày hội Long Hoa, là cái ngày hội anh tài đó, là đức thầy xuất hiện á, là mà thế giới sẽ bình an. Đức thầy không xuất hiện là thế giới này nó không có bình an. Xin lỗi quý vị, vừa nói chuyện với quý vị vừa nghỉ mệt, tại sáng giờ đi làm rồi vừa xỏ chuỗi luôn, uống nước trà luôn.
bây giờ mình giống như cái GPS, mình bấm cái bản đồ mà để mình đi đường á, những gì kiện nói nó trúng hết, đi tới thành phố nào quẹo trái quẹo phải, đến xa lộ nào, freeway nào, thì giờ là coi như là 90 đoạn đường mình đã vượt qua. Chuyện Biển Đông dậy sóng thì bữa nay nó khơi mào đó, quý vị thấy rồi đó. Kinh tế, mình đang nói về kinh tế. Kinh tế là cái sẽ làm ra nạn đói. Khi Biển Đông dậy sóng, kinh tế toàn cầu sẽ đình trệ lại. Đó là vì sản xuất dây chuyền á. Thí dụ như kiệt xỏ chuỗi, mà có thằng làm dây thiếu cọng dây thì cũng đâu xỏ được. Thiếu cây kèm để cắt dây cũng là không được. Thì những cái công ty lớn họ hiểu cái này, thiếu món mình cũng không có bán ra sản phẩm được. Câu phở mà thiếu ngò quế cũng không được. Thì kinh tế bây giờ là đang tấn công mình, thì chiến tranh đang tấn công.